Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Khoan một lần nữa hát lẹ lên. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Một lần nữa lẹ lên. Happy birthday to you. Lẹ lên, lẹ lên, hát lên. Trời. Happy birthday. Happy birthday ai? Em chính. Ai nói đi. Happy birthday to you. Mặc dù anh không thích chị mấy nhưng mà cũng phải tặng cho anh cái gì cái này cho túi hả? Lon la, lon la, anh với gia chính được quà thôi. Đó đó, không có được tặng quà mà. Vậy là để đây đi, giật cái ai nhanh tay thì lấy ha. Happy birthday anh sao? You too. Chỉ có ngắn gọn thôi hả? Rồi. Chúc đó. Ờ quên rồi, chúc em bắt lại, chúc em chúc sao? 900 năm hạnh phúc. With who? With who? With who? Là gì á? With who? With who? 900 năm hạnh phúc with who? Anh nói à, with me. With me. Mặt đỏ cho kìa. Bây giờ anh chúc em chính rồi nha, luôn trẻ đẹp mãi. Dạ. Ok, sinh nhật dạ. Năm nào cũng như năm nay. Dạ. Ôi giời quá. Cảm ơn anh Bảy. Cảm ơn anh. Chúc em chính lúc nào cũng trẻ đẹp nha. Ông đừng có chúc tôi nha. Ông đừng có chúc nguy hiểm. Ông xã. À, tiền đầy túi. Tiền lúc nào cũng có rồi. Cái đó có chút nào cần chúc nữa. Ông xã chính nè. Chú ông tiền đầy túi à. Ủa rồi, rồi sao ta sức khỏe vừa vậy? Ok bạn. Kém có vô. Tiền vô à. Tình yêu lai láng. Tình yêu lai láng. Wow, tràn đầy. 7 ngày, đêm 7 ngày 3 nha. Đêm 7 3 đêm. Bây giờ chúc chồng rồi. Trời ơi, chú Đức. Sức khỏe dồi dào, tiền vô ào ào. Dạ. Bớt nhiều nhiều mỗi đêm. Cái gì nữa? Bớt lên mỗi đêm. Cảm ơn chị nhã. Chúc mừng chú Sáu nè. Gì nữa? Sao nữa nè? Cũng là ngày sinh nhật của anh Sáu. Rồi. Thank you. Mày vô. Em chính với anh chính luôn luôn mà nhỏ. Dạ, thank you. Cũng là ngày sinh nhật á. Mà ngày nào cũng là ngày vui của mọi người. Ôi, vô luôn. Chúng ta đẹp đó mình. Rồi. Em. Trước hết là em chúc anh chơi chơi trên cơ mình. Em chúc anh trên cơ mình tặng quà. Chúc chúc là chúc chị Chính happy birthday. Và em cũng chúc anh Chính chị Chính năm nào ngày nào cũng như hôm nay hết á. Cảm ơn ông Bường. Rồi về tới anh Sáu. Gì cả mặn nữa đây. Thôi không có chuyện nữa rồi. Happy birthday anh Sáu. Mình cứ để đây đi. Ok. Để cho quay phim thôi, mình cứ để đây đi. Nhân dịp năm mới. Rồi em là hôm nay cũng như là bất đề của Sáu. Là chúc chị Sáu được tiền vô như nước ha. Sinh nhật anh Sáu mà chúc chị Sáu trời. Kỳ cục thiệt á. Không, nó hồi nãy có nói rồi, nó chúc cho chị Sáu sức khỏe đầy đủ. Đúng rồi, mỗi mỗi bên hôn gái rồi. Rồi, bên đây, Đây.
8 với chị Hai cười không, cứ cười khì khì không trả lời. Rồi, anh chụp rồi.